Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục ngồi đây quay trở lại gửi tới các bạn với những thông tin mới nhất, nóng nhất an ninh trong nước vừa cập nhật. Lại thêm một vụ án mạng đau lòng xảy ra nữa rồi. Công an đang vào cuộc điều tra vụ nam sinh lớp 8 đâm học sinh lớp 5 tử vong. Quá đau lòng phải không các bạn? Thưa các bạn, em T đang mang cặp sách đi trên đường ở xã Hạ Sơn thì bị là Trương Văn D, 14 tuổi, học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở xã Hạ Sơn dùng kéo đâm vào ngực. Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2021, cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc em Nguyễn Văn Tê, học sinh lớp 5, trường tiểu học xã Hạ Sơn, bị đâm tử vong trên đường. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2021. Thời điểm này, em T đang mang cặp sách đi trên đường ở xã Hạ Sơn thì bị Trương Văn D, 14 tuổi, học lớp 8, trường trung học cơ sở xã Hạ Sơn dùng kéo đâm vào ngực. Em T được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an huyện Quỳ Hợp phối hợp để điều tra làm rõ. Quá thật đau lòng, manh động vô cùng. Bé học sinh lớp là 8 đã ra tay đâm em là mới có 10 tuổi, đâm một em học sinh 10 tuổi. Và vụ việc thì đang được cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc làm rõ cái vụ này. Nhưng qua đây thì mới thấy cái vụ án xảy ra thương tâm, mới từng đó tuổi thôi các bạn mà đã dùng kéo đâm một cái chí mạng vào ngực của là một em 10 tuổi, chết oan vô cùng luôn. Thưa các bạn, và sau đây tôi tiếp tục gửi tới các bạn với một thông tin liên quan tới là chiếc máy bay là rơi tại Indonesia. Vì trong những ngày qua cái vụ rơi máy bay này làm chấn động dư luận đó trên là toàn thế giới, chứ không phải gì riêng Việt Nam, cũng không phải riêng gì là Indonesia. Và đây là một câu chuyện của một gia đình chỉ vì là tiếc tiền, 8 người trong gia đình thoát chết khỏi chuyến bay tử thần ở Indonesia. Thưa các bạn, 8 người trong một gia đình đã may mắn thoát chết nhờ bỏ qua chuyến bay tử thần là mang số hiệu SZ182. Vì tiếc tiền xét nghiệm Covid-19 nên họ đã là thoát chết. Ngày 9 tháng 1, theo các tờ báo đưa tin, chiếc máy bay gặp nạn chở 62 người, bao gồm là 56 khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Dữ liệu theo dõi cho thấy sau khi bị giảm tốc độ cao, đường bay của chuyến bay SZ182 kết thúc ngoài khơi bờ biển phía bắc Jakarta. Chuyến bay với hành trình là 452 dặm, tức là 727 km, dự kiến là kéo dài khoảng 95 phút. Tuy nhiên, ngay khi cất cánh được 4 phút, máy bay đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu. Theo đó, nhà chức trách vẫn cho rằng máy bay bị mất tích. Còn những ngư dân có mặt khu vực nghi máy bay rơi cho biết họ nghe thấy tiếng nổ như bom từ giữa biển. Sau đó, cư dân trên đảo tìm thấy một số mảnh tóc, vải bọc, quần jean và dây cáp ở vùng biển thuộc quần đảo là Jakarta vào chiều ngày 9 tháng 1. Người thân rất mong muốn một điều may mắn xảy ra, nhưng kết quả cuối cùng
máy bay mang biển số là SZ-182 đã nổ tung. Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ và thi thể. Y bác sĩ bệnh viện tại Indonesia đang gấp rút là chuyển nạn nhân xấu số đến trung tâm pháp y để tìm ra danh tính từng người. Trong lúc này, truyền thông của Indonesia đã tìm thấy một gia đình thoát chết nhờ không lên máy bay mang biển số là SZ-182. Theo đó, gia đình này tiếc tiền xét nghiệm COVID-19 cho nên họ quyết định trở về nhà bằng việc là đi thuyền. Cụ thể, họ đã hủy chuyến sau khi biết cần phải có chứng nhận xét nghiệm là về COVID-19 hay không. Phí xét nghiệm quá đắt nên sau một hồi tranh cãi, gia đình của người này đã quyết định bỏ đi máy bay để đi thuyền về nhà. Được biết, phí xét nghiệm COVID-19 ở Indonesia là 1,2 triệu đồng. 1,2 triệu tiền của lãnh Indonesia là khoảng 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Và tổng cộng phí xét nghiệm cho 8 người, nhà của người này sẽ lên tới là khoảng là 16 triệu đồng tiền Việt Nam. Trong khi đó, mức lương trung bình hàng tháng của người dân ở Jakarta là khoảng 6,5 triệu đồng. Thì nếu lương như thế này thì cũng đồng với là lương ở công nhân xí nghiệp ở Việt Nam chúng ta mà thôi. Đó. Và như vậy, chưa tính tiền vé máy bay, chỉ tính riêng là tiền phí xét nghiệm COVID-19 cho 8 người đã bằng khoảng là 2,4 tháng lương. Mức giá không phải là người bình thường nào cũng trả nổi. Tuy nhiên, vì sự tiếc tiền mà đây là may mắn với nhà người này, chuyến bay SZ-182 sau đó đã bị mất tín hiệu và rơi xuống vùng biển gần phía bắc đảo là Jakarta. Đó, thì và 62 người có mặt bao gồm 12 thành viên phi hành đoàn và 50 hành khách, trong đó là có 43 người lớn, 7 trẻ em mất tích. Rất là đau xót các bạn ạ, cho chuyến bay này. Và tôi cũng đã đề cập rất nhiều về vụ rơi máy bay của Indonesia. Vậy là 62 người đã ra đi vì máy bay đã lao xuống biển nổ tung. Tất cả những người dân ở gần quần đảo đó đã chứng kiến hai tiếng nổ rất là lớn. Và các nhà chức trách cũng đã tìm thấy hộp đen và để về phân tích dữ liệu sẽ biết nguyên nhân lý do mà chiếc máy bay này rơi mất tích. Thưa các bạn, tôi rất chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn đồng hành, đóng góp ý kiến, ủng hộ kênh cho Minh Hải Miền Đông. Và tôi thì luôn luôn là tiếp thu ý kiến của các bạn để ra những video chất lượng hơn và cập nhật những thông tin nóng chính xác để kịp thời gửi tới phục vụ quý vị và các bạn. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.